ném cọc tiền 13 triệu cứu con, vợ khuyên chồng nhẹ tay. Quý vị và các bạn thân mến, vụ việc cướp kề dao vào cổ, khống chế bé gái 6 tuổi để ép gia đình đưa tiền xảy ra với gia đình ông Nguyễn Văn Định, 64 tuổi, trú phố Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Trương Công Anh, 22 tuổi, ở phường Đông Vệ để điều tra hành vi cướp tài sản. Chiều ngày 28 tháng 10, trao đổi với phóng viên, ông Định cho biết, lúc đó khoảng 19 giờ 30 ngày 27 tháng 10, khi hai vợ chồng lên tầng 3 dọn dẹp, còn cháu Ngọc đang ở tầng 2, thì đối tượng xông vào phòng cháu Ngọc, dí dao vào cổ, rồi đưa lên phòng vợ chồng tôi. Lúc đó, hắn đòi vợ chồng tôi đưa hết tài sản, nhưng vợ tôi đã ném cọc tiền hàng ngày hôm đấy bán được về phía hắn. Vợ tôi cố tình ném ra xa để làm hắn phân tâm. Khi hắn sơ hở, mãi lấy chân khêu cọc tiền, tôi dùng một cú đá đá mạnh vào tay hắn, để con dao bay ra, sau đó vặn tay đối tượng này. Rất may lúc đó cháu Ngọc nhanh trí chạy xuống nhà kêu cứu. Ông Định kể tiếp, khi đối tượng khống chế bé Ngọc, hắn có dùng một con dao sắc 30cm dí vào cổ cháu. Tôi rất lo cho con, chẳng may nó manh động, con tôi sẽ xảy ra chuyện. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ cho mình là phải đá trúng, nếu không con tôi gặp nguy hiểm. Khi đá trúng tay đối tượng thì cháu Ngọc liền chạy xuống, hô mọi người cứu. Lúc này ở trên tầng còn hai vợ chồng tôi vật lộn với tên cướp. Khi hạ được tên cướp, tôi khóa tay và làm hắn ngạt thở, thì vợ tôi khuyên không nên mạnh tay, sẽ làm hắn tử vong. Tôi 64 tuổi rồi, sức lực không còn được như thanh niên nữa. Lúc đó chỉ mong cùng vợ khống chế, giữ chân được tên này trong khi chờ cơ quan chức năng đến, chứ rất khó để tấn công lại. Nhận định về tên cướp này, ông Định nói, tên cướp này không phải tên cướp chuyên nghiệp, bình thường họ sẽ đi khoảng vài người để cướp. Nói chung, sự việc diễn ra như vậy cũng một phần nhờ vào sự may mắn. Từ đây tôi cũng nhận ra rằng, là người đàn ông trong gia đình, mình không nên để vợ con ở nhà một mình. Trong những tình huống như vậy, thì thật sự vai trò của người đàn ông rất cần thiết. Qua sự việc này, tôi sẽ làm thêm cửa, lắp thêm camera để đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Hỏi về cháu Ngọc khi xảy ra vụ việc như vậy vẫn bình tĩnh, xử lý khôn ngoan, không la hét như những đứa trẻ khác mà nhanh trí xuống kêu cứu, ông Định cười nói. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cháu Ngọc mới nói với bố mẹ rằng lúc đó con chỉ sợ bố mẹ bị tên cướp giết thôi. Sáng nay 28 tháng 10, cháu đã đi học bình thường. Yeah.